Sau SEA Games 30, đô cử Vương Thị Huyền sẽ tiếp tục tham dự các giải cử tạ quốc tế để tích điểm tìm vé dự Olympic Tokyo 2020. Trong đó, giải đấu đầu tiên của Huyền trong năm tới sẽ là giải Cúp Thế giới tại Italia, khởi tranh từ ngày 27 tháng 1, tức là ngày 3 tháng Giêng. Sau đó, dự kiến đến tháng 4, Vương Thị Huyền sẽ tiếp tục tham dự giải Vôlei châu Á ở Kazakhstan. Tại SEA Games 30, Huyền giành huy chương vàng hạng 45kg, nhưng ở các giải vòng loại Olympic, cô sẽ tranh tài ở hạng 49kg. Còn tại nước Mỹ, hai tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam là Tiến Minh và Vũ Thị Trang đang tham dự giải International Challenge diễn ra ở Orange. Tiến Minh thì đã phải dừng bước ở vòng 2 khi gác vợt trước Ricky Takei sau 2 set, còn Vũ Thị Trang thì đã giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay 19 tháng 12 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai ở thành phố Pleiku. 40 vận động viên tham dự giải sẽ tranh tài ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của hai tay vợt đã giành huy chương vàng đôi nam ở SEA Games 30 là Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú.